lớp sóng Khuế Hưng đoàn kết. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phóng kín mây trời, nhưng yêu xin một người thôi. Mãi đến canh ba, Sáu Thoại mới vào phòng tân hôn. Chàng hỏi nàng dùng trà trắng, nàng lắc đầu. Chàng uống một chút nước cốt trái chanh cho giả rượu, rồi khẽ tắt nến. Trong bóng tối, cả hai bảo giảng lần và thành thần với nhau, không hề chuyện giảng. Tàn cuộc, Tư Diễm nằm thu gọn ở cuối giường, áp vào vách lá, Sáu Thoại chỉ nói: "Xin lỗi, anh thấm sai rồi." Và chàng ngủ. Tư Diễm quay mặt vào vách khóc, rồi mệt lả ngủ luôn. Phải đợi đến hai ngày sau, cả hai mới giảng lần và bắt đầu chuyện giảng với nhau tương đắc như hai người bạn. Sự giao hợp đối với Tư Diễm không hứng thú mà cũng không miễn cưỡng. Trong khi nàng nằm trong tay Sáu Thoại, lại mơ mình nằm trong tay Tấm Kiệt. Nhưng khi mở mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc, niềm yêu chân thành của chồng, nàng rên thầm: "Trời ơi, mình có thể đốn mạc như vậy hay sao? Thà mình đừng ưng người ta. Ưng người ta làm chi mà để cảnh vợ chồng quái quăm, trống đánh xuôi, kèn thối ngược như vậy nè trời." Nhưng mà thời gian sống gần đó đã qua rồi. Giờ đây nàng đã tìm được ở chồng một điểm tựa. Dù tâm hồn cả hai không hòa điệu nhau, nàng đôi lúc màng mãn nghĩ rằng Sáu Thoại tuy không đi thẳng vào tâm hồn nàng, nhưng đã cần thiết đối với nàng. Giờ đây như khí trời để thở, nàng khẽ thở dài, hát thầm: "Tập tàn đem nấu canh xuông, lấy chàng thiếp quyết đổi buồn làm vui." Thiếm bảy cá trê và vợ ba khía thường to nhỏ với nhau: "Mấy đứa con gái của chị Bết trời sanh ra để hưởng phước, hàng chi lóng dài chỉ càng lên chân lên cẳng, coi trời đất nhỏ như hột tiêu." "Không đúng đâu, bà Bết từ khi ba cô con duyên ưa phận đẹp, bà càng tin tưởng Phật trời nhiều hơn. Bà càng tin rằng nếu bà ăn chay, đọc kinh cho nhiều, làm phước cho hằng, thì nay mai cậu trưởng nam của bà sẽ trở về phụng dưỡng bà, và thằng Biên Út Ít của bà sẽ được tấn tài, tấn lợi, tấn bình an bên cạnh cô vợ giỏi giắn, xinh đẹp. Làm bánh, làm trái, thêu may, Ba Kiểm và Tư Diễm thua xa hai Lý, ba Đào, nhưng cả hai khéo chân dọn nhà cửa, ăn mặc đẹp đẽ như dân ở chợ Vàm Sáng. Chiều mát trời, cả hai ngồi ở cửa sổ may vá, áo lụa, quần lụa trắng, làm sổ mắt thiếm bảy cá trê. Thiếm nhìn trề môi, nói với chồng: "Không hiểu sao hai con đó có theo phụng vẽ rồng gì được hay không. Chỉ thấy tụi nó mặc quần áo trắng, ngồi ở cửa sổ, tay đưa đẩy cây kìm, thấy mà phát ghét. Đàn bà con gái quê mùa, có mài, có giá, thì vào trong nhà mặc sức mà mai. Làm bộ bẻo hình, bẻo dạng như mấy cô gái thị thành, coi ngứa mắt quá đi thôi." Từ lâu, bà Bếp luôn thừa biết hai cô con gái mình
thua sút về mặt nữ công hai cô, còn thêm 7 cái trê. Từ khi cô ba đào hồng hào, sáng rỡ, bà đã có chủ định khi nhìn vài vóc của Út Biên càng lúc càng lớn. Bà bàn luận về chuyện đó với vợ chồng Ba Kiểm. Thầy Nam Kỳ Phụng nói: "Phải đợi Út tới 20 tuổi đã, giờ thì má cứ làm lễ hỏi cho nó." Ba Kiểm tựa biết tím bảy ưa nói hành, nói tỏi gia đình mình, nàng cũng muốn cho hai nhà trở thành xui gia với nhau. Chừng ấy tím bảy vì thương con rể mà bớt cái miệng chê bai, xin xỏ được chút ít nào chăng. Ba Đào thường gọi bà bếp là má hai ngọt sớt. Khi nào tím bảy mời bà bếp ăn cơm là cô làm những món khéo, tuy tầm thường nhưng dân hốc quả, từ ngọn rạch cho tới dầm rạch, chưa ai qua mặt hai Lý Ba Đào. Đó là món cá ta nấu canh chua với dưa măng, món cá rô kho tổ, món tôm kho tàu, món mắm kho, món dưa cải chua. Bà bếp từ khi có chủ định cầu hôn cô Ba Đào cho Út Biên, không tiếc lời khen Ba Đào. Đã vậy, Ba Đào có hôm thỏ thẻ với bà, mắt không quên liếc trộm Út Biên, miệng cười chúm chím: "Má hai mà nuôi con làm con, thì con làm bánh canh cá, cháo cá giò heo, chạo tôm cho má hai ăn. Con sẽ làm bánh ít, bánh quy, xôi vị cho má hai, cúng rằm nữa đó." Tam Kiệt vừa ngủ một giấc ngắn ở trên chiếc vạt bên ngoài hàng ba, dưới bóng cây mãng cầu sim. Trời đã xế chiều, chàng sau mùa lúa lười biếng trồng khoai, làm lại chuyến đi buôn bên vịnh Trà Bai. Hôm nay hàng quá đã hết, chàng nằm nhà nhậu nhẹt lai rai và hữu hỷ với vợ. Ở đây như ném về trốn khuất tịch nhất, hàng rào tre gai tỏa bóng thâm mưu, cây xương rồng, cây độc trụ mọc cao hơn đầu người, cả sải tay người lớn. Cuộc đất này còn nhiều chất phèn nên chỉ hạp với mảng cầu sim và chuối mà thôi. Trong vườn, ngoài vụ trồng rau, năm nhang trồng mía và khóm. Mía vườn lá sắc như lưỡi kiếm, chuối phơi bóng mát chung quanh gốc nên làm mặt đất xanh rêu. Trong mương, lũ dịch sim, dịch tàu bơi lội kiếm tép, kiếm cá ròng ròng, kêu chem chép. Trên liếp đất, gà mẹ dắt gà con bươi mồi. Một đàn ngỗng chạy lạch bạch qua mái hiên, rồi lủi nhanh vào đám chuối. Trong bếp, Năm Nhang đang làm thức nhắm cho chồng. Nàng vừa mua một con cá bông bự, nấu ám để ăn với bánh tráng nướng và tương xào. Mấy hôm nay, nể lời dặn của Ba Kiểm, nàng đi guốc, mặc quần sa ten, áo túi màu hường, chải đầu lãng. Tám Kiệt cũng nhận thấy sự thay đổi đó. Lòng chàng vui rộn lên vì thấy vợ như sáng hẳn ra. Nhưng chàng yêu Năm Nhang ở những điểm khác hơn màu mè trang điểm. Những điểm đó chàng không bao giờ phân tích nổi, và chàng chỉ biết ở Năm Nhang như tỏa ra một bóng mát kỳ diệu, làm chàng ngập tràn thương mến mênh mông. Vợ chàng đó lúc nào cũng hoạt động âm thầm bên chàng, bền chí, trung kiên. Nàng ít nói, nhưng cái nhìn của nàng nói lên thật nhiều, và chàng cảm nhận được ngôn ngữ thầm lặng kia. Tám Kiệt ngồi dậy, vào trong rót cho mình một tô trà quế đã nguội, ực một hơi than vãn: "Cha cha, nóng nảy trong mình quá đi thôi." Năm Nhang ở dưới bếp chạy lên: "Xong cả rồi, anh phụ em đặt bàn, còn em nấu nước lá sa kê cho anh uống.
thứ nước này uống mát giúp cho bợm nhậu giải nhiệt. Tám Kiệt nhìn chiếc áo túi bằng vải màu hường của vợ, rồi ngắm đôi bông mù u bằng vàng cùng chiếc vòng huyền của vợ, cười mơn. Mê ly quá ta, người sao mà xinh tốt như phụng lộn rồng doanh, như tranh tố nữ vậy trời. Nằm nhàn nguyết chồng, cười ngõ ngoẻn, rồi lủi vô bếp. Nàng nói với. Anh đi tắm, rồi đặt bàn. Em có nấu nước lá thạch xương bồ cho anh. Còn cái áo sơ mi và cái quần tây em cũng vừa ủi xong. Có anh ba hứa lại chơi, anh phải ăn mặc cho đàng hoàng. Tuân lệnh công chúa. Nam Giang bắt ấm nước lên bếp than hồng, nàng gom đống chén dĩa dơ ra ngoài sàn nước để rửa. Từ hôm nghe lời ba Kiểm, nàng không rửa chén bằng nước cơm vo hay bằng tro mặn, và không kỳ cọ bằng sơ dừa nữa. Nàng dùng xà bông và bông đá. Phiến bông đá mềm, tẩm xà bông nổi bọt trắng, chùi lên chén dĩa bằng sứ êm êm, trơn nhẹ. Ba Kiểm, dù còn giữ bản chất gái quê, nhưng đã được thầy Năm Kỳ Phụng biến dần thành một phụ nữ tiêm nhiễm nếp sống đô thị. Ba Kiểm không còn xông pha ra sương nắng để buôn bán, mà chỉ lúc thúc ở trong nhà lo việc dọn dẹp, bếp núc. Thầy Năm Kỳ Phụng hết làm vườn thì lo tổ chức đời sống mới trong một ngôi làng kiểu mẫu. Thỉnh thoảng, Ba Kiểm tháp tùng theo chồng, đi thăm mọi người trong vùng và các gia đình tá điền. Nghe lời chồng, nàng mua tặng cho con cái họ chút ít quần áo. Nhưng phiền một nỗi, tánh Ba Kiểm vốn tào lao, ưa ngồi lê đôi mắt, nên đi tới đâu, thầy Năm Kỳ Phụng cũng bực mình về chuyện đầu cua tai nheo của vợ. Dù mặc áo bà ba đen, quần vải xin đen trong các cuộc đi thăm viếng, nhưng bác Kiểm hầu như đã lột xác từ lâu. Da nàng trắng đỏ, mịn màng, móng tay móng chân, lòng bàn tay, gót chân đều ửng hồng. Và mỗi khi có tiệc tùng, Ba Kiểm tiếp khách bằng chiếc áo bà ba bằng vải phin thêu hoa, quần sa ten tuyết nhung, đôi giày quai nhung thêu cườm, nên vẻ trắng trẻo mượt mà càng tăng thêm lộng lẫy. Khách khứa ai mà không thích ngắm thím Năm Kỳ Phụng với sư bộ bông tai, nhẫn, chuỗi hột bằng ngọc thạch xanh biên biết. Ai mà không thích ngắm dáng dấp lanh lẹn, nụ cười linh hoạt, thái độ niềm nở của thím lúc tiếp khách. Thầy Năm đã khéo chăm sóc uống nắng một người phụ nữ như uống nắng một cây ngô thô lậu thành một cây kiểm. Bà Bãi Hương thì thầm với vợ Ba Khía. Lẩm rẩm, con kiểm lấy chồng già mà có phước. Năm Nhàn nghĩ rằng chị mình phải như vậy. Trời xanh Ba Kiểm, phải là đặt Ba Kiểm vào một khung cảnh sáng sủa, dễ dàng hơn khung cảnh của nàng. Còn Tư Diễm nữa, chị ấy đã sanh cho chồng một đứa con trai, hiện giờ còn nằm dưỡng sức ở nhà bà bếp luôn. Bụng vừa xẹp là Tư Diễm đi ra vằm sáng, đem vải lụa đến tiệm mai, đò áo để kịp ăn Tết. Sáu thoại sơn vách ván, lót trần nhà, biến đổi căn nhà tân thời hơn và sắm một chiếc nôi có phủ màn tuyên từ trên buông xuống như một búp hoa huệ khổng lồ để đón đứa con. Căn buồng dành cho đứa con có trổ cửa sổ, có rèm màn, tủ kiếng đựng đồ chơi. Tư Diễn tuyên bố là sau khi sanh nở xong, chị ta sẽ ăn mặc đồ bộ, tức là quần áo đồng một thứ vải,
nhưng mà bộ đồ tàu cho giống mấy cô xỉu trẻ sẵn ở chợ lớn. Bà Kiện đã tặng cho Tư Diễn đôi dép hoa nhung. Nằm nhàn nhìn đôi bàn chân to xè và đôi guốc phong của mình, chúng chỉm cười. Tám Kiệt thích ăn chắc mặc dày, không hề nghĩ tới những cái tặng mặn của người đàn bà. Nhưng biết đâu sẽ có ngày chàng nhìn hai bà chị vợ, rồi nhìn vợ để so sánh. Ba Kiệm thường khuyên Nam Nhan: mày đừng để u tệ quá mà có ngày chồng mày sẽ chán mày. Đi làm giường hay xách nước thì mày nên đi chân đất. Còn ở trong nhà thì nên đi guốc, chải gỡ tóc tài, ăn mặc bóng bẩy hơn. Nam Nhan chỉ nghe lời chị mình là đi guốc, mặc áo tối, quần sa ten. Nàng không dám mặc chiếc áo cổ sơ mi, tay phùng mà Ba Kiển tặng nàng trong kỳ rằm tháng 7 vừa qua. Vì áo này có vẻ trai lơ quá, hở một phần ức. Nàng xếp chiếc áo tay phùng ở tầng đáy rương, lâu lâu lôi ra ngắm, lòng dạ nhột nhạt, rờn rợn. Tám Kiệt tắm xong sạch sẽ, sáng mát, thơm tho. Chàng huýt gió theo điệu Thủ Bình Bán, lòng vui vui. Hôm nay sau giấc ngủ trưa ngon lành, chàng bắt gặp vợ mình như đổi mới trong chiếc áo túi màu hường, chiếc quần sa ten với đôi guốc vong. Da Nam Nhan đen hồng như phết lên một lớp mật ong thẫm màu. Nàng nhỏ nhắn người nhưng lồ lộ vẻ khỏe mạnh vững chãi. Bữa nay nàng đổi mới như con sâu quá bướm. Lâu lâu nàng ăn diện coi cũng hay hay. Tám Kiệt tự giận mình bấy lâu nay không khuyên bảo nàng tìm đôi chút giải trí qua cách chăm sóc mặt mũi, tóc tai, quần áo. Vì nhỏ xương, đôi bàn chân dù đi trần, to bè ra, nhưng trông chúng không đến nỗi thô lậu lắm. Quai guốc to bản che một phần nào các ngón chân hơi lớn so với tỷ lệ gan bàn chân. Từ lâu Tám Kiệt xem vợ mình như một kẻ cộng sự nhiều hơn là kẻ mà mình trao đổi tim móc phách hồn. Nhưng hôm nay tìm ra cái duyên đầm thắm, cái nét bóng bẩy của tuổi thanh xuân ở vợ, chàng cảm thấy mình bất công đối với vợ, và mình thật ngu ngốc không chịu khai thác cái độc đáo của vợ để mà thưởng thức. Nàng tròn trịa, chỉ mập để xinh xinh thôi, co lại thon, mặt bầu bĩnh, cử chỉ thong dong, sắc mặt điềm đạm, đẹp lòng chàng biết bao. Chàng xuống bếp, đặt tay lên vai vợ, âu yếm gọi: Mình ơi! Nam Nhàn đang lau chén, ngẩng đầu lên hỏi: Chuyện gì vậy anh? Tám Kiệt muốn nói trăm ngàn lời ân tình, nhưng không tìm được lời nào, chàng đành nói: Có gì đâu, người ta nhớ, người ta gọi vậy mà. Nam Nhàn tươi cười, nàng chỉ nhìn ánh mắt chồng thôi, cũng đã hiểu hết. Nàng mắng yêu: Thằng cha này kỳ ghê chưa? Nàng ngừng ngay ở đây, cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết nhìn chồng. Tám Kiệt ôm chặt vợ, nựng cầm vợ, mắng: Ái cha cha, con mẹ này hỗn quá trời đi ta ơi! Bên ngoài ngõ có tiếng gọi ơi ơi. Tám Kiệt buông vợ chạy ra. Hai Cường áo sơ mi trắng, quần tây, tóc chải dầu sáp, chân đi dài sang đan, cười ngượng hiểu. Tám Kiệt chào anh rồi mở cửa ngõ mời. Quy, anh hai, mời anh hai vô nhà.
Nam Nhàn lật đật chạy ra, nhìn anh rồi khóc. Khi vào nhà, Hai Cường nói: Con nằm với dượng nó chắc chẳng lấy làm lạ khi tôi tìm đến đây. Tôi muốn hai người năn nỉ bà già giùm tôi, để bà cho phép vợ con tôi đem tàu lại bà chịu lỗi. Bề gì vợ chồng tôi ăn ở có hai mặt con rồi. Tụi tôi về đây là bởi cây có cội, nước có nguồn, người phải có tổ có tông, chứ ở vịnh Trà Bai tụi tôi sướng như tiên vậy đó. Nam Nhàn cảm xúc quá, lau nước mắt, hỉ mũi. Anh nàng có vẻ tươi tỉnh, khỏe mạnh, lại hiện đại, theo tỉnh thành. Có bịch cái răng vàng bên mép. Chắc vợ chồng ảnh làm ăn khá, nàng ấp úng. Anh hai, chị Sáu Quyền đâu rồi? Ý chừng câu nói đó không làm đẹp lòng anh, nàng nói lại. Vợ anh đâu rồi? Chị hai đâu rồi? Hai Cường tỉnh khô. Vợ qua ở dưới ghe, có hai đứa con. Vợ qua mới sanh đôi đó Năm à. Tám Kiệt thân mật nói giỡn. Anh hai thiệt làm thợ đúc giỏi quá ha. Chưa chi mà đúc một lượt hai chữ mới là hơn người đó. Tôi cũng mong vợ chồng tôi cũng sẽ có con đàn cháu đóng cho vui vẻ. Năm Nhàn hối. Anh đưa em tới kiếm chị và cháu. Mình nên đem tụi nó lên nhà cho khoảng khoát. Ở dưới ghe, nóng hầm, ai chịu cho nổi. Hai Cường hăng hái. Để anh hai đi cho, chị hai em cũng cần lên bờ để đỡ tù túng. Ở vịnh Trà Bai, chị hai em cứ nhắc tụi em hoài luôn á. Sáu Quyên lưng đèo đứa con trong cái đai vải, tay bồng đứa kia, tay xách giỏ đựng thả lót, bình sữa, thuốc men. Hai đứa con giống nhau như đúc, chỉ khác là một thằng có nốt ruồi ở cổ, còn đứa kia, trên óc, có một cái bớt nhỏ màu chàm. Vừa thấy Nam Nhàn, Sáu Quyên nựng đứa con đang bồng. Con biết ai đó không con? Cụ Năm của con đó là. Cụ Năm á sẽ năn nỉ bà nội cho ba má con về phụng dưỡng bà nội, cho bà cháu con sum mịp nhau. Cụ Năm thương con lắm. Bà Địch Thiên Kim hồi chào Tống thương thằng cháu Địch Thanh của bà bao nhiêu á, thì cụ Năm con giờ đây cũng thương anh em con như vậy. Con cười một cái cho cụ Năm con mừng đi con. Con á mà cười á thì cô Năm con dầu mệt cho thế mấy á cũng khỏe liền hà. Thằng nhỏ bị chói nắng ré lên khóc. Sáu Quyên cười. Tổ mẹ mày, mày chào mừng cô Năm mày kiểu đó hả? Đồ bất hiếu, chẳng biết cô nói gì ráo trọi. Năm Nhàn mặt đỏ ửng, mắc cỡ vì Sáu Quyên dồn giả một cách trơ trẽn quá. Nàng mời Sáu Quyên vào nhà cùng chị dâu săn sóc hai cháu. Nàng khuyên chị thay áo mát để chuẩn bị ăn cơm. Sáu Quyên thay đồ mát, thăm thú đó đây, rồi xuống ghe lấy một cặp lạp xưởng, một con khô cá sủ để tặng Nam Nhàn. Chị ta khen nức nở. Thằng Tám Kiệt giỏi, mới có hơn một năm á mà sắm nhà cửa xuê xoang. Nhà trên á thì tủ cẩn, liễn mung, lư đồng. Nhà dưới á thì có nội đồng, mâm thau, chén kiểu, đĩa kiểu, son nhôm, đủ hết á. Cô Năm, cô được thằng chồng giỏi á, cô phải nhớ ơn làm mai của tôi nghe không?
cô ráng năn nỉ bà già giùm vợ chồng tôi, kéo tôi bị ăn chổi chà xui lắm đó. Ở nhà trên, Tám Kiệt bài bàn để bài rượu và món nhậu. Hai Cường băn khoăn hỏi, mặt tràn ngập lo lắng. Chẳng hay Dượng có nói với bà già về chuyện vợ chồng tôi chưa vậy Dượng Năm nó? Tám Kiệt rót rượu ra ly mời anh vợ. Chuyện đó khoan lo khoan tính đã anh hai à, cứ thông thả mà nhậu, bề gì cũng có anh ba. Bà già bà nể anh ba lắm, chắc không có xô đuổi anh chị đâu mà sợ. Nhưng muốn cho chắc ăn, anh em mình nên năn nỉ bác Bảy Hương nói giúp, má cũng nể bác ta dữ lắm. Khi cúng chè bánh xong, bà Bảy Hương nói với bà bếp luôn. Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời, tức là cũng gần Tết rồi, mọi việc cũ nên bỏ qua đi chị bếp. Bà bếp luôn rót thêm một tuần trà trên bàn thờ, liếc xéo bà bạn hàng xóm, hỏi. Ý gì chị nói vậy chị Bảy? Bà Bảy Hương hỏi. Chị có nghe vợ chồng thằng hai về đây chưa? Bà bếp luôn vốn đã biết từ hai hôm rày, vợ chồng Hai Cường về ở đầu bên nhà Năm Nhang, tận ngọn rạch. Bà nghe đồn cháu nội bà mập mạp, trắng trẻo, dễ thương, bà muốn bay tới ngọn để nựng cháu. Nhưng chợt nhớ trong vòng hai năm nay, bà ăn thảm nuốt sầu vì chuyện bỏ nhà theo đàn bà quá của Hai Cường. Đành rằng bà sẽ tha thứ cho con dâu, nhưng bà không tha thứ một cách dễ dàng đâu, mà phải làm cho tụi nó bầm dập, chứ không chúng sẽ lờn mặt bà. Bà nghĩ tới mình đã trải qua nhiều đêm âm thầm khóc và cầu khẩn trời Phật cho con mình hồi tâm. Bà nghĩ tới những bữa cơm tẻ ngắt, cảnh nhà quạnh hiu khi không có Hai Cường ở đây. Bao nhiêu cơn giận hờn bà trút lên đầu Sáu Quyên. Đúng là con trồn chín đuôi hiện lên báo oán gia đình bà. Cơn giận bà sôi sùng sục làm bà muốn nghẹt thở, tức ngực, nhưng nghĩ lại, bà tự hỏi tại sao ở Trà Vinh bay. Sáu Quyên thảnh thơi biết bao, sao chị ta về đây đút đầu làm dâu. Hôm nay là lễ đưa ông Táo, mà cũng là lễ đầy tháng cho con của Sáu Thoại. Ngoài các con gái và ba chàng rể, bà bếp luôn chỉ mời Bảy Hương và gia đình chú Bảy Cát Trê. Bà Bảy Hương đợi dịp này nói giúp lời cho Hai Cường. Trời đứng bóng, Tư Diệm lấy cớ chóng mặt, nằm trong buồng, nàng không muốn giáp mặt Tám Kiệt. Cô Hai Lý giờ đây là vợ Bảy Tường, chị em bạn dâu của Tư Diệm, nên cứ vào ra săm soi cháu hoài. Cô Ba Đào thì đeo khít ba kiểm, vì sự xuất hiện của ba kiểm làm chói chang cả lễ đám. Bà Bảy Hương hỏi gặng. Bộ chị không nghe thằng hai dắt vợ con nó về đây sao? Thằng hai nào? Thì thằng Hai Cường, trưởng nam của chị đó, chứ thằng hai nào vô đây hả trời? Bà bếp luôn xí một tiếng thật dài. Không cần can gì đâu trời ha, tôi coi như nó chết rồi mới lọt lòng rồi. Bà Bảy Hương nói. Chị giận, chị nói vậy, chứ nó chỉ mong về đây phụng dưỡng chị. Dẫu ở vịnh Trà Bai, nó làm ăn khá, sắm được cái dàn mái, mua được chiếc ghe bầu. Bà bếp luôn têm cho mình một miếng trầu. Nó mê còn đắc kỷ đó, nên quên mẹ, quên cửa, quên nhà, thì nó theo con đĩ đó luôn đi. Bây giờ bày đặt hiếu đạo, chắc thay về đây làm gì? Hèn gì ông bà mình thường nói, nóc nhà xa hơn chợ,
đích vợ gần hơn cái má cha. Thiệt á, tôi nghĩ lại, tôi vô phước mới sanh đứa con mãng xà, hổ lửa đó. Phải dè trời ơi, cho tôi đẻ hột gà hột vịt, ăn còn bổ hơn. Bà khóc rống lên. Bà Bãi Hương hướng ra phía ngoài cửa, ngoắc tay ra hiệu. Bà Kiểm, Năm Giang, mỗi người bồng một đứa trẻ. Đứa này giống đứa kia y như hai giọt nước. Mình mẩy sổ sữa nên mập mạp và trắng phao, da thịt thơm mùi sữa mẹ, khác với tụi hài nhi nuôi bằng sữa bò, thường có mùi chua. Bà Bãi Hương nói: Khoan, chị khoan khóc đã. Hãy nhìn hai thằng cháu nội, rồi muốn khóc thì mặc sức mà khóc. Thiệt, hai thằng nhỏ mập tốt, thấy ghét quá. Hai đứa giống nhau như một đôi đũa, mà đũa ngập đũa ngà, khó kiếm lắm đa chị. Tụi này coi có mồi tươi tốt hơn lũ cháu nội của tôi. Bà Kiểm cười ngõ ngoẹn. Thôi mà má, cũng đại xá cho vợ chồng anh hai đi. Bề nào, anh cũng là con trưởng nam mà. Thiệt, hai thằng cháu đích tôn, ai nấy cũng muốn hùng sáo trội. Cô đặt thằng cháu vào lòng bà bếp luôn. Bà sửng sốt, bàng hoàng, nghĩ thầm: Trời ơi, nó giống ông bếp quá chừng á, cả thằng kia cũng vậy. Bà luống cuống, không nói được lời nào. Thằng nhỏ nhìn bà cười hệt hạ, mắt đen như hai hột nhãn. Còn thằng kia ở trên tay Năm Giang khóc ré lên, càng làm bà bối rối hơn. Năm Giang cũng đặt cháu vô lòng bà. Bà run rẩy, khóc càng nhiều. Nhưng ôm chặt hai đứa cháu, khóc vì giận, trộn lẫn mừng vui. Bà Bãi Hương kêu: Tụi bay kêu vợ chồng thằng Hai Cường đem trầu rượu vô đây mau lên. Hai Cường bước vô, sẻn lẹn thưa: Thưa má, con mới về, xin má rộng lượng bỏ lỗi cho tụi con. Chàng bèn quỳ xuống lại. Còn Sáu Quyên thì ngồi bẹt xuống đất, vừa lại vừa khóc rống, miệng sổ một hơi. Lạy má, xin má thương anh hai, thương hai đứa cháu mà cho phép tụi con về đây phụng dưỡng má, để má hữu hỷ với hai thằng cháu nội. Tụi con đã ăn ở quấy, làm má rầu buồn, tức giận nên ngày đêm tụi con ăn năn, đau đớn lung lắm. Má mà không thương á, thì vợ chồng con biết nương tựa vào đâu. Tụi con về đây hữu hỷ với má, để chuộc tội bất hiếu. Bà bếp luôn nạt: Thôi đi cô, ai dám nhận cô làm dâu chớ. Cô là oan gia của tôi sợ cô lắm rồi mà. Thằng con tôi hiếu hạnh, cô dụ dỗ nó, làm nó mang tiếng mất hiếu. Nay cô còn bày trước gì nữa đây? Tôi mời cô đứng dậy để tôi lạy cô. Xin cô đừng theo tôi báo oán nợ tiền kiếp giữa cô với tôi nữa. Thấy mặt cô là tôi sợ rợn tóc gáy, muốn ngã lăn đã chết giấc. Cô không đi, tôi la làng cho cô coi. Bà Bãi Hương nói: Thôi mà chị,
bề nào tụi nó cũng đã ăn ở có hai mặt con rồi. Chị nhận lời nó đi, uống miếng rượu, ăn miếng trầu cho vợ chồng nó mừng. Tuy tụi nó không đợi cưới hỏi, lại chim chuột ngang xương, nhưng tụi nó ăn nên làm ra, xu tiền rủng rẽn, gẫm lại bằng 10 cái thứ có cưới hỏi rõ ràng mà vợ chồng xung khắc, mừng ăn tàn mạc. Chị nghe lời tôi, uống miếng rượu, ăn miếng trầu cho thấm miệng, rồi nựng cháo. Hơi đâu mà giận cho tổn sức, để sức mà hung hai thằng cháu nội, có hơn không? Bà Bãi Hương rót rượu kề vào miệng bà bếp luôn. Bà mẹ lúng túng ực hết ly rượu. Bà Bãi Hương hoan hỉ nói: Chị đã uống rượu thì ăn luôn miếng trầu cho tụi nó mừng. Thiệt, thấy gia đình chị hạnh phúc vuông tròn, con cái dâu rể đề huề mà tôi phát thèm. Con Sáu Quyền lóng dài coi trắng trẻo, non nheo nhẽo. Bà đút miếng trầu têm sẵn vào miệng bà bếp luôn. Bà mẹ đành nhai, trong khi Thím Bảy cả trề hét: Hai đứa bầy lạy chị bếp rồi đứng dậy lo sửa soạn cơm nước. Thì cái con Sáu Quyền coi xứng cặp với thằng Hai quá chứ. Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một. Trong lúc vợ chồng Hai Cường lại lục rồi lui vào bếp, thì bà bếp luôn ngắm hai thằng cháu nội, lòng bà như mở cờ. Bà vuốt cầm từng đứa, nắn bắp đùi chúng. Bà kiệm nói: Má coi, tụi nó giống ai? Mắt tụi nó xích lên như mắt phụng vậy đó. Nó giống ông nội tụi nó, mày không nhận thấy sao? Bà kêu Út Biên lại, nói: Con nhường á căn buồng của con cho anh Hai con ở, còn con á ngủ đỡ ngoài bộ gián ngõ. Mày mốt á, má dọn cho con cái buồng riêng, để sau này con cưới vợ. Con á mà thành gia thất rồi, thì má sẽ cạo đầu, ăn chay, tu tại gia, vì má đã làm xong bổn phận làm mẹ rồi. Xế chiều, khách khứa cùng vợ chồng của ba Kiểm và vợ chồng Năm Nhang ra về. Sáu Quyền xông pha khắp đó đây, dọn dẹp, quét tước. Chị nấu cơm, kho cá, nấu canh hầm giò heo với đu đủ cho Tư Diễm. Chị nấu một nồi cháo bồi thật lớn cho cả nhà ăn giải lao. Chị cười nói với Út Biên, Tư Diễm và Lăng Liếu nịnh nọt bà bếp luôn, làm bà mắc cỡ, sẻn lẹn lắm. Tuy nhiên, bà cứ mỉm cười, lén lút luôn. Bà mê hai thằng cháu nội, cho tụi nó uống sữa, ăn bột và ru cho tụi nó ngủ. Bà đề nghị với Sáu Quyền: Nè, con vợ thằng Hai, tối nay tụi bay nên để hai đứa nhỏ ngủ trong buồng của tao, lóng rầy tao khó ngủ, để tao coi chừng coi đổi tụi nó giùm cho. Hôm nay trời nực, mày hai lá xả, lá ổi, lá mè nấu nước tắm tụi nó, để đề phòng phải cắn da thịt tụi nó. Hai Cường trong lúc vợ coi sóc việc nhà, thì cùng Út Biên đem đồ đạc từ dưới ghe lường lên. Chiếc giường nhỏ cho hai đứa nhỏ, một tủ kiếm để đựng đồ sứ, một cái tủ áo có lát mặt gương bầu trục, một cái giường cho hai vợ chồng. Nhà đang rộng, giờ thêm đồ đạc của vợ chồng Hai Cường nên trở thành chật chội, nhưng nó rực rỡ hẳn lên ở cặp liễn mung, một vài món đồ cổ ngoạn. Nhưng lo gì Hai Cường sẽ nới rộng căn nhà này, trước hết sẽ xây nền gạch, kế đó sẽ đóng vách bổ kho, và sau cùng là lợp ngói. Giấc mơ làm cho chàng phấn chấn lắm.
Sau khi sắp đặt xong xuôi, hai Cường đem chiếc ghe bầu vào ụ, rồi đi tắm, và bước ra sở rẫy để đợi giờ cơm. Sở rẫy vắng chàng trong 2 năm qua, được thu nhỏ lại, không trồng ra đậu, mà chỉ trồng mía, trồng khoai, dù mía và khoai tươi tốt. Loại khoai mỡ, khoai tím lá to bản, che rợp luống đất. Nhưng hai Cường nhận thấy khung cảnh ở đây có vẻ ủ ê. Trời chiều bảng lãng bóng hoàng hôn. Lũ chim xa xả gọi đàn, bay về phía chân trời hồng lơ thơ, những vệt màu cam sáng chói. Lũ sáo đen xà xuống luống đất, kiếm côn trùng. Dưới mương, ấu trổ xanh tươi, một vạt đất chăm đầy cây bồ ngót, cây cao kỷ, lá non trổ lăng tăng. Gần bên là những cây bạc hà, bụ bẩm dương lên, lá rộng nghiêng nghiêng từ phía cuốn. Bên phía bãi bùn là đám rau om xanh ngắt, bãi trồng rau lưa thưa, rau thơm ăn sống, thay thế bằng rau nấu canh chua, như rau tần dày lá, lá quế, ngò gai. Vàng bầu vàng mướp, vàng khổ qua đã dẹp đi. Dù được chăm sóc trong phạm vi thu nhỏ, nhưng chung quanh lau sậy, cỏ tranh trùng điệp, như bao trùm nơi đây bằng một không khí hoang du. Lau sậy dày quá che bít bóng dáng con rạch ở phía xa, mà từ ở sở rẫy này. Trước kia, hai Cường có thể thấy một vệt nước xám bạc và duyên dáng vắt qua. Hai Cường nhìn khung cảnh cảm động, chàng thấy mình có lỗi với cuộc đất này biết bao. 2 năm đi lập nghiệp ở Vịnh Trà Bay, chàng hằng thương nhớ nó. Giờ chàng về đây với một ít vốn liếng, chàng sẽ khai thác thêm sở trồng mía, chàng sẽ nuôi cá, trồng ấu thêm và canh cải lại ruộng đất Hương Hỏa. 6 quyên, vợ chàng đã đem lại cho chàng cái nghị lực đó. Dù chàng về đây, lũ em gái chàng đã đi lấy chồng, gia đình tuy phân tán, nhưng còn có Út Biên và 2 đứa con của chàng nữa chi. Giờ đây, 2 đứa nhỏ được bà nội chăm sóc, vợ chàng và chàng sẽ có nhiều thời giờ để khai thác cuộc đất này. Anh hai! Út Biên từ ở xa đi xăm xăm về phía hai Cường, dáng điệu chậm rãi, tự tin, ánh mắt như muốn nói một điều gì. Nhưng Út chỉ đến bên anh, yên lặng nhìn xung quanh. Hai Cường quàng vai em hỏi. Út à, anh hai về, Út có mừng không? Mừng lắm anh hai. Mai mốt anh em mình khai thác thêm sở rẫy, Út chịu không? Chịu, anh dạy thì em phải nghe chứ. Hai Cường mỉm cười, nắm chặt tay em. Anh em mình ráng làm có tiền nhiều để cất nhà ngói và cưới vợ cho Út, vậy Út nghĩ sao? Út Biên chỉ cười lõn lẻn, nắm chặt tay anh. Sau đó, Út đi thẳng về một góc rẫy, lối băng qua sở ruộng loáng nước. Trời rực rỡ nắng, nhưng về phía tây, nền trời màu cam rực rỡ hơn. Vết mây hoàng kim lan rộng, lóng lánh. Trong khi đó, 3 hướng chung quanh đổi thành màu xám xanh, rồi tím dần sau lớp sương mỏng. Trước mắt Út là một cây gò cao, trên đó có ngôi miếu nhỏ ẩn dưới gốc cây đa lớn. Ngoài cây gia, không có một cây gì khác hơn. Bóng ẻo lạ của người con gái đứng trước miếu. Ánh sáng màu hồng chiếu ngược, nên cái bóng càng đen thẫm. Út thì thầm 2 tiếng. Bá Đào, Bá Đào! Chợt nghĩ tới câu nói sau cùng của hai Cường, vui vẻ huýt sáo nho nhỏ, nhưng rồi im ngay như sợ có ai rình rập. Bóng người con gái đưa tay ngoắt chàng, bàn tay ở xa,
trông thật mềm như cánh chim. Sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương? Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mơ. Lỡ yêu thương người nên giờ gian dở đợi ta, cách sao quên tình nhưng người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều nhưng tình phải đành.